Có chương trình này góp trước kia mình đã làm hướng dẫn các bạn nhận 20 tóc cần cờ trích TR này hay drop dùng 4 các bạn, này nó đã về sàn qua Z của mình rồi các bạn. Ê, sàn B Phantom chứ. Tóc cần này mình chưa cài 2 3 nó bị khóa tóc cần hay sao mình nhận nhiều tóc cần như ta? Ù vô mánh này. Ù 10 100.000 AT tôm nữa nè. Ù quá vô. Link ấy các bạn kiểm tra ví của mình các bạn. Link đẩy con này nè các bạn, inbox nè, mình có để dưới phần tả các bạn vào mà kiểm tra các bạn. Này nó đã phân phối dị sàn rồi nè. Dù nào chưa chơi kèo ai góp nhận tóc cần có cái hiệu TNT thì vào làm các bạn. Kèo này khá dày, đầu tiên các bạn chọn hai kênh Telegram đó nè. Lúc ta lướt cấp cha rồi chọn hai kênh Telegram nó follow theo word và nghị quyết sẽ theo quyết hai kênh theo word rồi đăng ký một cái website nè, rồi follow Instagram, follow Lady Win, subscribe kênh YouTube, join Telegram, follow theo word rồi bấm subscription, các bạn ghi tiền địa chỉ thông tin xin em theo word rồi các bạn bắt đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Rồi thường liên bà lưu phay Facebook gọi các bạn bắt vào cái một website nha các bạn. Website này sớm mình làm cái gì ta, các bạn nhấp vào website nó bằng chia sẻ đường link website của nó nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một một hỏi mình icon du youtuber có data là có xem không, mình bấm Z nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ email đăng ký cái website của nó nha các bạn. Rồi các bạn bắt đường link bà lưu profile Facebook của mình, Instagram của mình nha các bạn. Profile trang cá nhân của nó các bạn. Profile Instagram trang cá nhân của nó. Rồi các bạn điền bắt địa chỉ LinkedIn của nó nè. Rồi các bạn hỏi bạn có subscribe kênh YouTube không, bấm Z. Rồi các bạn làm nó kêu gỡ đường link YouTube. Rồi các bạn gỡ đường link YouTube cho nó nha các bạn. Rồi các bạn gỡ đường link theo word cho nó nữa nè. Medium mà biết. Các bạn nhấp vào đây mà chia sẻ copy đường link này gỡ cho nó là rồi nha các bạn. Rồi, hỏi mình có không, bấm Z. Rồi, bấm vào ba lần xí để nhận 250 tốc cần nha các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Kèo hơi khó làm. Nhiệm vụ hơi nhiều quá, không phải khó làm. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.